3 điểm phân biệt gậy Callaway Rock Hybrid thật và giả. 1. Số đếm trên gậy Callaway Rock Hybrid giả bị nghiêng, gậy thật có số đếm gậy được in thẳng hàng và ngay ngắn. Ngược lại, gậy giả thường có số đếm bị nghiêng hoặc in lệch lạc. 2. Gậy giả không có rãnh ở trên và dưới ở dấu ngắm mục tiêu. Dấu ngắm mục tiêu trên gậy chính hãng có ký tự được in trên mặt gậy Hybrid, cùng hai đường rãnh nhỏ ở trên và dưới đường rãnh này, giúp người chơi căn chỉnh hướng đánh bóng. Rãnh là những đường rãnh nhỏ chạy dọc theo mặt gậy, giúp tăng độ xoáy của bóng, cải thiện độ bám và kiểm soát đường bóng. Ngược lại, ở gậy giả thường không có các rãnh này. 3. Nhãn dán trên gậy. Nhãn dán của gậy chính hãng sẽ có chất lượng cao, sắc nét, đầy đủ thông tin, có phản quang đổi màu. Nhãn dán của gậy giả thường có chất lượng kém, mờ nhạt, thiếu thông tin hoặc bị dán lệch không song song với cán gậy. Tại Skygop, chúng tôi không bao giờ bán hàng giả. Nếu thấy cây gậy của mình có những dấu hiệu trong video này thì có thể bạn đã mua phải hàng kém chất lượng. Mong rằng video của Skygop sẽ giúp các cốt vào lựa chọn được những cây gậy tốt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của quý khách hàng.